Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Audio. Kết thúc tập trước, sau khi đánh lui Đông Hoàng Tuyệt Nhất, đồng thời diệt sát truyền nhân của Cốt Thánh, Từng Trần liền lao vào đám võ giả còn lại tiến hành đồ sát. Dưới thực lực bá đạo của Từng Trần, đám võ giả ở đây không tên nào có năng lực phản kháng cả, chỉ có thể mặc cho Từng Trần chém giết. Chỉ thấy Từng Trần liên tục chém giết rất nhiều cao thủ, tất cả đều được thôn phệ vào trong cơ thể, luyện hóa từng cái, tinh khí khổng lồ không ngừng quay cuồng, sức mạnh tăng lên đến trình độ không ai có thể tưởng tượng. Chứng kiến cảnh tượng này, còn lại tất cả bá chủ Cuối cùng triệt để tuyệt vọng, vốn là cao thủ bá chủ có thể đi đến nơi này, ai không phải là nhân vật thiên kiêu. Nội tâm kiên định, có được mục tiêu hy vọng thành tựu thánh chủ, đều là thiên kiêu đỉnh cấp đã trải qua vô số đau khổ trong thiên giới, có thể nói nội tâm đã không còn cảm xúc tiêu cực sợ hãi, tinh thần lực vô cùng cường hãn và kiên định. Nhưng hiện tại, từng Trần đã triệt để đánh tan kiêu ngạo cùng ý chí của bọn họ, bọn họ không ngờ rằng mình hóa ra yếu ớt như vậy, tất cả kiêu ngạo, toàn bộ đều bị đập nát, trở thành dung dế, có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào, cho nên bọn họ sợ hãi khí thế một lần trôi ngàn dặm giống như cây đổ bầy khỉ tán loạn trong đại điện còn lại hơn trăm tôn chủ dưới sự dẫn đầu của mấy vị bá chủ đỉnh phong kia tất cả đều triển khai tuyệt thế thần thông muốn chạy trốn trong ánh mắt từng trần hiện lên sát cơ đột nhiên một trảo bàn tay mở rộng cương vực vô hạn diễn sinh vô ngần quy tắc không gian vô tận lan tràn đồng thời trong hư không vẫn xuất hiện thiên hỏa hừng hực đốt hết thảy bao phủ lại toàn bộ đại điện rất nhiều bá chủ trong đại điện vô luận chạy trốn như thế nào đều không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn giống như chim nhỏ bị lưới lớn bao lại ra sức dãy dụa không gian phong cấm nhiếp thiên thủ trưởng thiên hỏa thiêu đốt không người nào có thể trốn các ngươi đều là một số tội nhân bị tham lam che giấu tâm trí thương tổn đến tư tưởng từng người một tất cả đều phải chết không gian lực lượng của từng trần phong tỏa tất cả mọi người thiên hỏa hừng hực thiêu đốt vĩnh hằng kiếm khí tung hoành một tôn bá chủ lập tức kêu thảm thiết vững lạc hoảng sợ gào thét đừng tha cho ta giết ta thiên giới sẽ không tha cho ngươi thế lực của ta cũng sẽ không tha cho ngươi bọn ta biết sai rồi trong đó có một tôn bá chủ đỉnh phong gào thét lên tâm thần sụp đổ Bắt đầu cầu xin tha thứ. Không yêu cầu tha thứ, hắn là ma đầu, dám chém giết chúng ta nhiều người như vậy, nhất định sẽ không chết tử tế, chúng ta đều là thiên kiêu cái thế, tại sao lại chết ở chỗ này? Liên thủ phản kháng, nhất định có thể tìm được một đường sinh cơ. Một bá chủ đỉnh phong khác lại đột nhiên cường ngạnh lên, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng giác ngộ, tựa hồ có một loại dấu hiệu đột phá, không hổ là tuyệt đại hung tài, trong hoàn cảnh nguy hiểm lại bắt đầu đột phá, muốn giống như đông hoàng tuyệt nhất bọn họ, nắm giữ một tia đạo thánh chủ. Đáng tiếc, từng Trần lập tức nhìn chằm chằm vào hắn, bàn tay lật một cái kiếm khí tung hoành bá chủ đột phá đỉnh phong kia đã bị chém nát đầu tiên huyết nhục vặn vẹo hóa thành vô số bản nguyên pháp tắc đại đạo chi lực bị từng trần luyện hóa vào trong cơ thể còn lại mấy tôn bá chủ đỉnh phong cũng liên tiếp bạo tạc về phần một ít bá chủ bình thường thì càng không cần phải nói dưới kiếm khí của tầng trần trực tiếp bị chém giết sau đó bị thiên hỏa thiêu đốt hóa thành hư vô đây là cảnh tượng thê thảm như thế nào trên trăm cao thủ bá chủ bị tầng trần giam cầm chém giết luyện hóa tinh khí thần cùng thần thông trong cơ thể hóa thành cự long cuồn cuộn bị tầng trần hấp thu nhiều cao thủ như vậy bị tần trần toàn diệt toàn bộ giết chết biến thành tinh khí của bản thân việc này biến thái tới mức nào chứ mỗi một vị bá chủ cao thủ đỉnh phong đều là nhân vật tuyệt đỉnh trong đám bá chủ thế nhưng cảnh giới lại không bằng tần trần toàn bộ đều bị giết chết luyện hóa về phía đông hoàng tuyệt nhất thì con mắt hắn thiếu chút nữa rơi ra ngoài hắn vừa mới bị một kiếm của tần trần đánh bay chân khí không đủ trọn vẹn ba cái chớp mắt mới khôi phục lại vừa khôi phục lại liền thấy tần trần triển khai đồ sát trong nháy mắt toàn bộ bá chủ đều đã bị giết sạch sẽ luyện hóa nhập vào trong cơ thể chỉ số thông minh của hắn cũng không thể tưởng tượng được từng trần sao lại hung tàn như vậy hung mảnh vừa rồi nháy mắt liền đem tám đại bá chủ cao thủ đỉnh phong cùng toàn bộ cường giả dưới trướng bọn họ tất cả đều chém giết luyện hóa toàn bộ cường đại như truyền nhân cốt thánh hay là khởi nam đều không ngăn được một chiêu mặc cho có thiêu đốt linh hồn cùng tinh huyết thì trước mặt hắn đều yếu ớt không chịu nổi như vậy trong sát na này đông hoàng tuyệt nhất cũng nảy sinh thoái ý không dám tranh đoạt phong mang với từng trần từng trần quá mạnh mặc dù hắn là cao thủ nắm giữ đạo của thánh chủ cao hơn một cảnh giới dựa theo chân lý thì bá chủ không thể chống lại cường giả nắm giữ đạo của thánh chủ thế nhưng từng trần cứng rắn đánh vỡ chân lý này đông hoàng tuyệt nhất hiện tại đến phiên ngươi thanh âm từng trần truyền ra vô số dị tượng nhau nhau thu vào trong thân thể nguyên khí bạo tổ khổng lồ cũng đều lắng động lại cái này hiện ra hắn triệt để trấn áp tám đại bá chủ đỉnh phong cùng rất nhiều bá chủ tất cả căn nguyên đã hoàn toàn vững chắc luyện hóa dị tượng biến mất từng trần trầm tĩnh như nước đứng trong đại điện ánh mắt nhìn đông hoàng tuyệt nhất ngươi là bá chủ đỉnh phong nắm giữ đạo thánh chủ vốn dĩ ngươi có thể trở thành nhân vật vô thượng trở thành thánh chủ cao thủ thậm chí xưng bá thiên giới chấp chưởng một phương đáng tiếc là ngươi vậy mà động thủ với nữ nhân của ta cửu thiên thập địa trên trời dưới đất không còn bất cứ chỗ dung thân nào của ngươi hôm nay bản thiếu sẽ giết chết ngươi cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng từng trần lạnh lùng nói từng bước một đi về phía đông hoàng tuyệt nhất giết ta cũng không có tác dụng ngươi giết không được ta nhưng ngươi lại phải chết bởi vì ngươi cố kết với ma nữ thôn vệ nhiều cao thủ thiên giới như vậy chỉ cần ta truyền tin tức về thiên giới ngươi tức sẽ bị vô số cao thủ thiên giới đuổi giết đến lúc đó bất luận kẻ nào cũng không cứu được ngươi ha 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 cao thủ của tây thiên giới nghe lệnh ám hoàng chi miệng dung nhập vào người ta điên đảo âm dương xuyên qua hư không đông hoàng tuyệt nhất rống to một tiếng ám hoàng chi miệng lập tức dung nhập vào thân thể hắn sau đó hóa thành một đạo cầu vồng màu đen cuốn theo một số cao thủ còn sót lại của tây thiên giới muốn xung phong ra khỏi đây toàn bộ hư không dưới thân thể hắn đều hư hóa không gian của từng trần phong tỏa bị bảo vật nửa bước như ám hoàng chi miệng lập tức xuyên thấu phá không mà đi các ngươi có thể đi nổi sao theo lời nói vang lên ánh mắt từng trần liền phát lạnh khóe miệng nở nụ cười lạnh một cổ lực lượng thời gian vô hình bao phủ hư không này thân thể đám người đông hoàng tuyệt nhất phút chốc bị giam cầm trong hư không không thể động đậy thân thể bọn họ còn đang duy trì tư thế xuyên không không nhúc nhích thế nhưng tư duy lại còn có thể vận chuyển nguyên một đám hoảng sợ không hiểu thời gian chi lực là thời gian chi lực trong lòng bọn họ hoảng sợ gào thét không sai chính là lực lượng thời gian từng trần dường như có thể biết được suy nghĩ trong lòng bọn họ bỗng dưng xuất hiện ở phía sau lưng đông hoàng tuyệt nhất tay phải thò ra giống như lợi kiếm trực tiếp xuyên thủng thân thể đông hoàng tuyệt nhất xuyên thủng thiên kiêu số một của tây thiên giới đông hoàng tuyệt nhất bị xuyên thủng thân thể kêu lên theo lương thảm thiết bản nguyên pháp tắc trong cơ thể bắt đầu sụp đổ một cổ lực lượng cùng cuộn tràn vào trong thân thể hắn bắt đầu thôn vệ lực lượng và thần thông trong thân thể hắn lực lượng trong thân thể hắn bắt đầu chậm rãi biến mất bị từng trần thôn vệ từng chút một luyện hóa hóa thành lực lượng của bản thân từng trần vô số máu tươi tung hoành trời cao trong máu tươi từng cây bá chủ pháp tắc như dao long màu vàng bắt đầu khởi động thô to không gì sánh được hiện ra khí tức thánh chủ vạn thế khô vinh quét ngang hồng hoang mỗi một cây bá chủ pháp tắc đều cường hãn không gì sánh được nhưng những bá chủ pháp tắc này đều bị từng trần thu liễm vào trong thân thể bị tử tiêu đấu xuất cung cùng bộ thiên thuật điên cuồng luyện hóa để cho từng trần cũng cảm thấy một tia khí tức thánh chủ chi đạo không hổ là thiên kiêu nắm giữ đạo thánh chủ pháp tắc bá chủ này so với thiên kiêu bình thường mạnh hơn nhiều nhưng trước mặt bản thiếu cũng chỉ có một con đường chết ánh mắt từng trần lạnh như băng luận về đạo thánh chủ nắm giữ đông hoàng tuyệt nhất này yếu hơn nhiều so với thần chiếu giáo chủ thần chiếu giáo chủ chính là thánh chủ chuyển thế nắm giữ đối với đại đạo thiên địa đã đạt tới mức đăng phong tạo cực nhưng đạo thần chủ của đông hoàng tuyệt nhất lại là hắn mới vừa lĩnh ngộ được chủ đạo của thánh cảnh đối với từng trần hiện tại mới là cảnh giới bá chủ mà nói không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp thông qua việc cắn nút phân tích và hấp thu đạo thánh chủ trong cơ thể đông hoàng tuyệt nhất từng trần cũng có thể cảm ngộ được một chút khí tức của thánh chủ có lợi ích không nhỏ đối với tương lai nắm giữ đạo thánh chủ của hắn từng cây pháp tắc bá chủ thô to mang theo khí tức nhàn nhạt của thánh chủ chi đạo giống như trụ trời bị từng trần rút ra dung nhập vào bản thân không đây là lực lượng gì tại sao lại thôn vệ lực lượng trong thân thể bản tọa chẳng lẽ ta đang nằm mơ bản tọa tuyệt thế hùng tài vạn thế không xuất hiện tại tuyệt địa tây thiên giới khổ luyện mỗi một ngày đều phải xé rách pháp tắc sau đó một lần nữa ngưng tụ nhục thân mới có thể tu luyện đến tình trạng hôm nay trong bá chủ ta đứng đầu tại sao lại bị ngươi đánh bại bản tọa hẳn là vô địch mới đúng đông hoàng tuyệt nhất gào thét liên tục dãy dụa kịch liệt muốn thoát khỏi trói buộc của từng trần nhưng bàn tay từng trần giam cầm hư không giống như thánh chủ bắt giữ không thể chống cự mang thiên ý minh môn hạ xuống gắt gao giam cầm thân thể hắn khiến hắn không thể động đậy chút nào ở đâu đến nhiều lời nhảm như vậy quát lạnh một tiếng ánh mắt từng trần liền trở nên hung hãn Hoàng cổ chi khí trực tiếp tràn vào thân thể đông hoàng tuyệt nhất mà đông hoàng tuyệt nhất khi bị sức mạnh cuồng bạo của từng trần tràn vào thì tứ chi cùng thân thể đều giống như con cốc bị thổi phồng lên ám hoàng chi miệng giúp ta rời khỏi gầm lên một tiếng đông hoàng tuyệt nhất một chân múa may liều mạng dãy dụa thúc giục ám hoàng chi miệng như điên muốn chạy khỏi nơi này ám hoàng chi miệng điên cuồng thúc giục lập tức mang đến cho từng trần một chút áp lực nhanh giải cứu đông hoàng tuyệt nhất đại nhân một ít bá chủ tây thiên giới còn sót lại cũng gào thét lên đồng loạt ra tay muốn giải cứu đông hoàng tuyệt nhất nhưng từng trần không hề động đậy những bá chủ bình thường này ngay cả tư cách để đánh tăng phòng ngự của hắn cũng không có đương nhiên từng trần không sợ chỉ có ám hoàng chi miệng mới khiến hắn có chút rung động nhưng trong cơ thể hắn lập tức tràn ngập ra một tia khí tức của bộ thiên chùy chỉ một lát ám hoàng chi miệng giống như con kiến bị thần long chấn nhiếp lập tức yên tĩnh trở lại không thể động đậy đây là khí tức gì đông hoàng tuyệt nhất giờ phút này đã triệt để thất vọng trong cơ thể từng trần tản mắt ra khí tức để ám hoàng chi miệng của hắn một mực giam cầm căn bản không thể thúc giục ra bất kỳ lực lượng nào hắn còn muốn giải dụa nhưng không làm nên chuyện gì khí thế hoang cổ càng thêm khủng bố tràn vào trong cơ thể hắn phịch một cái đông hoàng tuyệt nhất nổ tung lên biến thành vô số huyết nhục bá chủ pháp tắc như cây cột vậy mà lại có linh tính phá không bay đi bất quá từng trần há miệng hút vào tất cả bá chủ pháp tắc phá không bay ra ngoài kia toàn bộ đều bị hút vào trong miệng như trăm sông đổ vào biển toàn bộ pháp tắc của đông hoàng tuyệt nhất bị hắn nhét vào trong cơ thể trực tiếp thôn vệ luyện hóa còn các ngươi nữa theo lời nói vang lên từng trần đưa bàn tay lớn ra lại một lần nữa bao phủ một ít cao thủ tây thiên giới còn lại những cao thủ này cùng nhau nổ tung trong tiếng kêu thảm thiết bị từng trần nhét vào thân thể vô số tiếng kêu thảm thiết từ trong cơ thể từng trần truyền ra giống như linh hồn rơi vào trong địa ngục tiếp nhận hỏa diễm vĩnh viễn dày vò thê lương vô cùng đến mức có thể làm cho thân thể người có ý chí vô cùng kiên định đều nổi da gà đây là đông hoàng tuyệt nhất và rất nhiều cao thủ tây thiên giới bị từng trần hút vào trong thân thể tiến vào trong tử tiêu đấu xuất cung tiến hành nung nấu không chỉ là tử tiêu đấu xuất cung từng trần thậm chí còn vận dụng một phần lực lượng của bộ thiên trùy trong thân thể tất cả bản nguyên phát huy đến lực lượng cao nhất tiến hành dung luyện cuối cùng đông hoàng tuyệt nhất cũng cảm thấy đau khổ thậm chí trong linh hồn sinh ra ý nghĩa hối hận hối hận vì đã đối địch với từng trần hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới từng trần lại mạnh mẽ như thế lại có thể đánh giết toàn bộ cao thủ trong cung điện này không đừng giết ta ta nguyện ý thần phục ngươi làm nô bộc của ngươi nguyện ý cống hiến sức lực cho ngươi chỉ cần ngươi thả ta ta có thể hiến tế linh hồn thần phục ngươi ta còn hữu dụng tương lai ta muốn trở thành nhân vật thánh chủ nhất định có thể mang đến rất nhiều trợ giúp cho ngươi mà giết ta sẽ chỉ làm cho ngươi đắc tội với rất nhiều thế lực ở tây thiên giới cũng không hợp lý trong tử tiêu đấu xuất cung linh hồn đông hoàng tuyệt nhất phát ra tiếng gào thét cuối cùng hắn đang cầu xin tha thứ nguyện ý thần phục tần trần đổi lấy sinh mệnh nhưng sắc mặt tần trần không thay đổi ánh mắt băng lãnh nếu như đông hoàng tuyệt nhất này không đối phó với tư tư thu phục người này ngược lại cũng không sao thế nhưng người này lại dám động thủ với tư tư hơn nữa còn là đồ sỏ gây tội bất cứ người nào dám can đảm tổn thương đến tư tư từng trần tuyệt sẽ không để cho hắn còn sống thiên hỏa thiêu đốt linh hồn đông hoàng tuyệt nhất triệt để dập tắt hóa thành lực lượng linh hồn tinh thuần bị từng trần hấp thu các loại khí tức ám hoàng dưới sự vận chuyển của khởi nguyên chi thư hiện ra liền bị từng trần nắm giữ sau đó từng trần khoát tay hút ám hoàng chi miệng vào trong tay trong cơ thể hiện ra lực lượng cuồn cuộn thần thông ám hoàng hiển lộ ám hoàng chi miệng lơ lửng trên đỉnh đầu từng trần một cổ khí thế viễn cổ ám hoàng phóng lên cao còn đáng sợ hơn một phần so với thời điểm đông hoàng tuyệt nhất thi triển trước đó giờ này khác này bên trong toàn bộ đại điện ngoại trừ tầng trần tất cả cao thủ bá chủ còn lại đều vẫn lạc một người không lưu một loại khí tức thảm liệt quanh quẩn khắp nơi tầng trần giống như một vị ma đầu đứng vững ở đây ngẩng đầu nhìn về phía cung điện hỏa diễm cung tế đàn hắc ám ở phía chân trời xa kia đây là nơi truyền thừa của thiên hỏa tôn giả và vạn linh ma tôn cung điện kia sao lại giống như tử tiêu đấu xuất cung khó trách lúc trước tử tiêu đấu xuất cung có dị động chẳng lẽ chính là phục chế phẩm của thiên hỏa tôn giả này từng trần cảm thụ được liên hệ giữa hai thứ này như có điều suy nghĩ hiện tại hắn cơ bản khẳng định tự tiêu đấu xuất cung tuyệt đối là vật phẩm chế truyền thừa cung điện của thiên hỏa tôn giả nói như vậy mình và thiên hỏa tôn giả này còn có một ít nguồn gốc đặc biệt tự tiêu đấu xuất cung không chỉ là một kiện thiên hỏa chí bảo đồng thời còn là một kiện chí bảo luyện đan phỏng chế phẩm trước mắt của mình chỉ là thiên thánh chí bảo nhiều lắm là có thể luyện chế thiên phẩm thánh đan thời điểm luyện hóa kẻ địch cũng có chút lực bất tòng tâm nhưng nếu chiếm được tử tiêu đấu xuất cung chân chính này chỉ cần có thể thôi động một tia liền có thể dễ dàng luyện hóa cao thủ đỉnh cấp thậm chí chờ chính mình có chỗ đột phá liền có thể luyện hóa nếu như kết hợp với bộ thiên chi thuật như vậy tử tiêu đấu xuất cung này sẽ cường hãn đến mức nào tần trần nghĩ đến đây cũng thấy phấn khởi bất quá trong lòng tần trần hiện tại càng lo lắng chính là tư tư bởi vì hắn đã lấy đi trí nhớ của những cao thủ này biết rõ tư tư sẽ dĩ biến mất là vì hai chí bảo đại tôn giả đột nhiên xuất hiện bị một đạo quan mang vô hình hút lấy ánh sáng này đến tột cùng là cái gì ngay cả tần trần cũng không nhìn ra hiện tại hắn cũng không biết tư tư là sống hay chết tư tư người rốt cuộc ở nơi nào là bên trong chí bảo tôn giả kia sao từng trần thịt thào phóng lên trời không lãng phí thời gian nữa lao vút về phía chỗ truyền thừa của hai đại tôn giả mà trong một chỗ bí ẩn ngoài đại điện mấy người thiệu kế khang lúc này ẩn giấu trong một chỗ hư không bí ẩn mỗi người run sợ sắc mặt trắng bệch tại sao lại như vậy đông hoàng tuyệt nhất đại nhân cũng bị hắn đánh bại thôn vệ vào trong thân thể bắt đầu luyện hóa đây là sự thật sao không phải ảo giác ánh mắt của ta xác định không có hoa vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy đông hoàng tuyệt nhất đại nhân bị một quyền của hắn xuyên thủng sau đó nắm lấy thân thể trực tiếp thôn về thánh nguyên sao lại nhanh như vậy cho dù là một vị bán thánh chủ cũng không thể nhanh chóng đánh bại đông hoàng tuyệt nhất đại nhân tên tần trần này quá mạnh thực sự là biến thái còn đáng sợ hơn thần chiếu thánh tử kia nhiều đông thiên giới chúng ta lúc nào xuất hiện một tên yêu nghiệt như vậy đây đông hoàng tuyệt nhất đại nhân đó là cao thủ nổi danh cùng với diệu vô danh đại nhân bị hắn giết chết như vậy sao bọn họ ai nấy kinh hãi không thôi cẩn thận ẩn mình trong hư không vốn định tìm cơ hội âm thầm tranh đoạt thánh chủ thánh mạch nhưng hiện tại mỗi người đều sợ tới mất hồn mất vía trong lòng sợ hãi ngay cả dũng khí đào tổ cũng không có thiệu kế khang đại nhân chúng ta làm sao bây giờ có nên nhanh chóng chạy trốn không trốn ngươi muốn chết sao trong tình huống đông hoàng tuyệt nhất của tây thiên giới thôi động ám hoàng chi miệng đều không thể đào tổ ta và ngươi có thể né tránh từng trần truy sát được sao hình như hắn còn chưa phát hiện ra chúng ta chỉ cần cẩn thận ẩn giấu ở đây đừng để hắn phát hiện chờ hắn rời khỏi chúng ta lại đi các ngươi xem vậy từng trần rời khỏi đại điện đây là muốn đi hành cung của thiên hỏa tôn giả thật tốt quá hắn đi rồi bọn người thiệu kế khang liền nhìn thân hình từng trần nhón một cái biến mất trong tầm mắt bọn họ trực tiếp rời đi từng người đều thở phào nhẹ nhõm thân thể căng cứng cũng thả lỏng ra lúc này mới phát hiện sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa đi chúng ta lập tức đi tìm diệu vô danh đại nhân nhất định phải nói chuyện ở đây cho hắn biết liên thủ diệu vô danh đại nhân tìm ra bí mật trên người hắn người này quá mạnh trên người hắn nhất định có cơ mật kinh thế nào đó nếu có thể nhận được bí mật trên người hắn thực lực mỗi người chúng ta đều có thể tăng vọt hơn nữa hắn còn giết chết đông hoàng tuyệt nhất nếu chúng ta đem tin tức này nói cho tây thiên giới nhất định cũng có thể nhận được không ít ban thưởng một tên bá chủ bình tĩnh lại hai con người lấp lóe quang mang kích động nói lúc trước hắn còn sợ hãi vạn phần hiện tại nhìn thấy từng trần rời đi lập tức sinh ra các loại mưu kế ý kiến hay cái gì mà truyền thừa thiên hỏa tôn giả cơ duyên như vậy chỉ có số ít người có thể đạt được nhưng nếu chúng ta có thể chém giết từng trần này biết được bí mật trên người từng trần này như vậy cho dù không đoạt được truyền thừa của thiên hỏa tôn giả cũng có thể khiến chúng ta có cảm ngộ đột phá, tương lai rất có thể bước vào cảnh giới thánh chủ. Không sai, lấy lực lượng bá chủ, chém giết đông hoàng tuyệt nhất đã nắm giữ một tia thánh chủ, loại thủ đoạn này, trước kia đừng nói ta đã từng thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, trên người người này nhất định có bí mật kinh thế. Rất nhiều bá chủ ở đây đều kích động. Vậy sao, lấy bí mật của bản thiếu, đi đổi lấy vinh hoa phú quý của các ngươi, tính toán này của các ngươi cũng phải hỏi xem bản thiếu có đồng ý hay không chứ. Đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên trong hư không, lúc trước còn dương dương đắc ý nghĩ ra các loại kế sách biểu tình của tên bá chủ kia lập tức động lại sắc mặt tái nhợt giống như nhìn thấy quỷ còn về phía những người khác khi nghe được thanh âm này thì hoảng sợ quay đầu liền thấy cách đó không xa một bóng người đứng ngạo nghệ ở đó lạnh lùng nhìn bọn họ chính là tần trần ngươi không phải ngươi đi rồi sao một bá chủ lên tiếng thanh âm run rẩy nói hừ chỉ là hư không ẩn thân thuật làm sao có thể thoát khỏi cảm giác của bản thiếu ánh mắt tần trần lóe lên trực tiếp nghiền ép tới lập tức một bàn tay to lớn xuất hiện trong hư không ù ù đè xuống một đám bá chủ ẩn nấp trong hư không từng người một khoảng sợ nhún người nhảy lên giống như vô số con chim nhỏ từ trên cây bị dọa chạy bốn phương tám hướng chạy trốn thế nhưng bàn tay lớn của tần trần giống như màn trời nguyên nga à bàn bạc mang theo khí tức đại đạo tràn ngập liền giam cầm tất cả bá chủ ở trên hư không hung hăng đập xuống những bá chủ này từng người từng người nổ tung ra bị tần trần dùng sức hút một cái tất cả đều nuốt vào trong thân thể ở trong tử tiêu đấu xuất cung hừng hực luyện hóa trong nháy mắt liền chết sạch sẽ nhưng thiệu kế khăn cùng một tuyệt mỹ nữ tử không có vẫn là sau khi bàn tay cuồn cuộn của từng trần đè xuống cũng không có chém giết bọn họ hai người vẫn bình yên vô sự hai người nhìn từng tên cao thủ bên cạnh nổ tung hoảng sợ sờ lên thân thể của mình hải hùng khiếp vía lẩm bẩm nói ta không có chết thiệu kế khang kia lập tức quỳ xuống tần huynh không tần trần đại nhân tha cho ta một mạng ta nguyện ý đi theo ngươi nghe theo hiệu lệnh của ngươi tần trần đại nhân tại hạ quản thành tiên tử nguyện ý đi theo bên cạnh đại nhân phụng dưỡng đại nhân lấy đại nhân làm chủ coi như thiên lôi kính xin tần trần đại nhân tha cho ta một mạng Nữ tử tuyệt mỹ kia cũng run rẩy nói, sợ sở đáng thương, thậm chí kéo sợi quần áo trên người xuống một chút, lộ ra cổ trắng nõn cùng bả vai, như ẩn như hiện, tràn đầy ý dụ hoặc. Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video, nếu thấy hay, mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha.